Ok, chào tất cả các bạn. Và trong đây thì anh em mình đang triển khai các ngách ở trong Forex Center làm dropship. Thì bản thân dropship nó khá là nhiều lợi thế, là chúng ta không cần phải ôm hàng, chúng ta không cần phải lo về đóng gói, chúng ta cũng không cần phải lo các vấn đề về vốn, rồi là các cái vấn đề như là nhân sự đấy, tồn kho vân vân, đúng không ạ? Thì đây là thực sự là một cái lợi thế. Thì cái việc quan trọng nhất của một người làm dropship đúng giống như là một người kinh doanh, kể cả bạn ôm hàng về cũng vậy thôi, đó là gì ạ? Làm sao để có được đơn hàng, đấy là điều quan trọng nhất. Có nghĩa là tập trung vào duy nhất một vấn đề thôi là marketing. Thì trong cái marketing này thì có nhiều chiến lược marketing. Trong đây thì mình sẽ hướng dẫn em mình cái cách để triển khai cái ngách thời trang để cho nó có đơn, đúng không ạ? Và bây giờ cũng sắp là cuối năm rồi, thì nó đúng với ngách thời trang. Tại vì sao? Tại vì ở ngách thời trang nó có một cái đặc điểm là nó có rất là nhiều mã. Một là rất là nhiều mã, hai là nó rất nhiều sản phẩm, ba là nó rất là nhiều hình ảnh, đúng không ạ? Thì đây là một cái lợi thế cực kỳ khủng để anh em mình khai thác. Mọi người chắc khả năng nếu như anh em mình đang marketing tốt đấy, thì đã hiểu vấn đề. Tuy nhiên đấy, là rõ nét là như thế này này, cái kênh mà hiệu quả nhất mà anh mình có đơn ngay lập tức đấy, đó là marketplace. Tại vì như thế này, marketplace nó không bị giới hạn về phạm vi, có nghĩa là bất cứ ai sử dụng Facebook đều là khách hàng tiềm năng của mình. Thì ngày xưa chúng ta đăng bài vào trong nhóm, đúng không? Đăng bài vào trong nhóm thì một cái nhóm đó là ví dụ như là 50.000 thành viên, thì trong nhóm đó 50.000 người đó là khách hàng tiềm năng, nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng làm cho 50.000 người đấy, đúng không ạ? Người ta nhìn thấy bài của mình. Thứ hai là chúng ta sử dụng Facebook, đúng không? Thì số lượng bạn bè, số lượng người follow và số lượng bạn bạn bè đấy là những người có thể tiếp cận với bài viết của chúng ta, thì nó ở một cái số lượng nhất định. Tại vì các bạn chắc chắn rằng không phải ai cũng full một 5.000 bạn, thường là 1.000, 2.000 bạn, đúng không? Thì cái tỷ lệ có đơn thì nó cũng thấp. Thì cái kênh hiệu quả nhất mà admin đánh giá cao nhất và dễ có đơn nhất đó là marketplace. Nhưng mà marketplace nó có một cái vấn đề, nó có một cái vấn đề là như thế này, là khi mà chúng ta đăng trên market đấy, thì nếu như mà cái hình ảnh đấy bị trùng thì chúng ta sẽ không đăng được nữa, đúng không nào? Thì đối với anh em nào mà đang đăng các cái sản phẩm đấy, theo, theo 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 ngách á, thì thường là đăng một cái sản phẩm đó sẽ bị gì ạ? Sẽ bị trùng hình, mà chúng ta không đăng được nữa. Trùng hình chúng ta không đăng được nữa thì không biết làm thế nào. Thì ở đây đối với ngách thời trang á, nó có rất nhiều hình ảnh thì chúng ta, đúng không ạ, có thể đăng liên tục mà không cần phải làm hình ảnh. Và cái cách lách hình ảnh mà để tiếp tục đăng được trên marketplace đó là làm hình ảnh, có nghĩa là chèn thêm khung, vào ảnh thì nó sẽ thay đổi cái thông số của ảnh, thì đó là một cái ảnh mới á. Thì chúng ta có thể gì ạ, chúng ta có thể đăng tiếp lên trên chúng ta có thể đăng tiếp tục lên trên marketplace mà không bị dính cái lỗi là hình ảnh đã bị trùng ảnh ấy. Cái bài viết đã bị trùng hình ảnh, đúng không ạ? Thì đối với ngách thời trang thì nó rơi vào đâu đó khoảng tầm 1.000 tấm một cái ngách thời trang như vậy, là đúng không ạ? Một để mình sẽ nha, mình sẽ cho anh mình biết cái cách thức để băm băm nát thị trường luôn, nhưng mà đơn vẫn ra ầm ầm. Đề nghị anh em mình vào trong Zoom thì chú ý tắt nha, tắt tắt mic đi. Hình ảnh đây nha, ví dụ như ngách thời trang về trong cái vấn đề về áo thun phản quang nhá. Một áo thun phản quang là có hơn 100 mẫu, một mẫu là rơi vào khoảng tầm đâu đó 20 hình, 20 hình, nó rơi vào tầm 10, 20 hình, nhưng mà em đi lấy một con số nhỏ là 15 hình mà là hơn 100 mẫu, có nghĩa là nó có 1.500 tấm ảnh. Tức là chúng ta có thể đăng được 1.500 bài. Thì với cái số lượng bài như thế này thì mọi người rep sẽ mệt mỏi luôn, ra đơn ngay lập tức, không cần phải để làm hình làm gì cả, tức là chỉ cần đăng thôi là ok. Nhưng mà bây giờ cái chiến lược đăng như thế nào, đúng không ạ? Chiến lược đăng như thế nào? Tại vì mình đăng mà liên tục ấy, nó sẽ bị chặn cái chức năng đó, đúng không ạ? Thì bây giờ cái cách nào để làm cho chúng ta không bị chặn, thì một đăng một lần nữa, đúng không ạ? Thì gì, điều này nó sẽ làm cho chúng ta sẽ bị check
checkpoint, một là checkpoint, hai là bị chặn chức năng marketplace. Thì cái chiến lược admin đang sử dụng đó là đăng 3 ngày đến 4, đăng 3 đến 4 lần một ngày. Đúng không? Đăng 3 đến 4 lần một ngày. À, một lần khoảng tầm 20 bài hoặc là 15 bài, buổi sáng một lần, buổi trưa một lần, buổi chiều một lần. Đúng không? Thì cái tỷ lệ rate nó rất là cao, có nghĩa là cái tỷ lệ tương tác, cái tỷ lệ tương tác tiếp cận bài viết giữa mình và khách hàng tiềm năng ấy rất là cao. Có một cái điểm chú ý là đối với marketplace thì anh mình chọn cái phạm vi là từ gì ạ, từ 20 km đổ lại, có thể 10, có thể 8, có thể 15, tùy mọi người, đúng không ạ? Và trong cái marketplace đó đừng có đăng quá trên phạm vi là 20 km, tại vì nếu như mà đăng quá trên 20 km đấy thì anh mình sẽ rất là gì ạ, rất là hạn chế, có thể là 10, 5 hoặc là 2 km hoặc là 20 km. Nhớ nhá, một là cái nếu mà cái nick của bạn không có marketplace thì mọi người đăng bằng trong cái nhóm bán hàng ấy, đăng nhiều bài lên 2-3 ngày nó sẽ có cái chức năng market. Còn nếu mà không có market nữa thì chúng ta mua nick, đúng không? Nếu mà muốn mua nick thì liên hệ admin, admin bán nick nha, bán nick, và trong nick đó có tỷ lệ có market rất là cao, admin bán bia, đúng không ạ? Bán bia có nghĩa là bán nick như người thật sử dụng á. Thì khi mà chúng ta đăng lên, đúng không ạ, thì chúng ta tạo chuyển đổi ngay lập tức. Đấy, hôm nay anh Tâm có đơn này, đúng không ạ? Buổi sáng nay có một bạn là chuyển cho admin 6 đơn hàng, đúng không ạ? 6 đơn áo, rất là khủng khiếp. Đây đối với ngách áo thun thôi nhá, là 1.000 khoảng tầm 10, hơn 100 mã. Mà một mã đó là admin lấy nói sơ sơ là nó có 15 ảnh. Chưa kể là những, có cái, những cái mẫu mà nó cả 20 ảnh luôn này này. Thường là 20 tấm này. 20 tấm. Nó sẽ rơi vào đâu đó, chính xác ra thì nó rơi vào khoảng tầm 2.000 tấm ảnh nhé, hơn 2.000 tấm ảnh trong một mẫu gọi là áo thun nhé. Áo đây là áo thun phản quang. Còn nếu mà áo hoodie này, cho em xem cái áo nỉ và áo hoodie nhé. Thì ở áo nỉ á, thì admin đang có ở đây là hơn 45 mẫu. Đúng không ạ? Một mẫu như thế này, cho em mình xem nhá. Em mình có nhìn thấy hình ảnh không ạ? Nếu mà nhìn thấy hình ảnh nói có đi ạ. Nếu mà không nhìn thấy thì em chỉnh nhá. Có nhìn thấy ảnh không ạ? Nhìn thấy màn hình không ạ? Mọi người có thể zoom ra để nhìn nhá. Có nhìn thấy không ạ? Nếu mà không nhìn thấy để em chỉnh lại cái đường truyền hay như thế nào đấy. Ok ạ. Rồi. Mọi người nhìn nhá, bây giờ cái áo thun này thấy không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tức là một cái lại này là 16. Đây là 32 tấm, 32, 33, 34. Ví dụ một cái mẫu này thôi là đã có 34 bài rồi để có thể đăng lên, đúng không? Mà ở đây là có 40, đúng không? Một cái mẫu khác đi. Đây cũng vậy. Gần như là thế, gần như là cái mẫu nào cũng như vậy hết. Đúng không ạ? Đấy, áo này thì rất là nhiều, rất là đẹp nữa, đúng không ạ? Khá đẹp, đúng không ạ? Thì nó rơi vào khoảng tầm một mẫu, nó rơi vào khoảng tầm 20 tấm. Thì 45 mẫu này ấy, thì nó cũng là hơn 1.000 tấm ảnh rồi, đúng không ạ? Hơn 1.000 tấm ảnh rồi thì chúng ta chỉ việc đăng lên thôi. Còn marketplace nó chức năng rất là không được lọc lại hình thôi. Mà chúng ta bây giờ nhá, giả sử là chúng ta không cần phải làm ảnh đâu, mà chúng ta chỉ cần sử dụng 2 nick thôi, 2 nick thì chúng ta đăng lên thôi, đúng không ạ? Thì cái tỷ lệ chớt cực kỳ khủng luôn. Và bây giờ chiến lược thứ ba mà mình muốn hướng dẫn anh em mình là một đấy, là anh mình tập trung một cái vị trí địa lý, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Chúng ta băm nát thành phố Hồ Chí Minh luôn, đăng băm nát, có nghĩa là sao ạ? Chúng ta ngày nào cũng đăng vào trong thành phố Hồ Chí Minh, đăng đến khi nào mà ra đơn thì thôi. Đó là cái chiến lược một. Chiến lược hai là chúng ta đăng ví dụ như hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh, ngày mai chúng ta ở Bình Dương, ngày mốt chúng ta ở Đồng Nai, mốt nữa chúng ta ở Đà Lạt, mốt nữa chúng ta ở đâu đó, đúng không ạ? Giải ra, tại vì sao nó quá nhiều hình đi, mọi người phải nhìn thấy này. Chỉ có mắc ngách áo thun thôi thì mới có thể làm được điều này thôi. Không là anh mình phải làm hình rất là nhiều đối với các ngách khác. Đây, áo thun này, đúng không ạ? Rất nhiều hình ảnh luôn. Và anh mình cảm thấy rằng tại sao mà mọi người khó khăn thế ta? Mẫu này rất là đẹp. Thứ nhất là mẫu rất đẹp, đúng không nào? Ảnh rất nhiều mà đăng market mà phát thôi là ra đơn ngay lập tức rồi. Hôm trước anh mình làm demo thôi nhá. Làm demo cũng có bạn hỏi đây này. Đây này, mọi người xem nhé, làm demo hôm trước có người hỏi luôn ở trong đây, nick
Nick chính của admin thì admin không có spam đúng không ạ? Spam bằng mấy cái nick phụ. Đây nick chính thì nó chứa nhiều cái thông tin quan trọng mà mình đang chơi thôi, cũng có người hỏi. Đây là đang bán điện thoại với nick chính, rất là cái tiềm năng nó rất là lớn. Không phải trên này. Có rất là nhiều người mua điện thoại đúng không ạ? Thấy không ạ? Cái giao diện này đây vẫn có người mua điện thoại này. Giao diện mình có nhìn thấy cái bài bán market của mình đây. Nào. Ở đây chủ yếu bán điện thoại, à, cái nhập cái nick rồi đúng không ạ? Chủ yếu bán điện thoại thôi. Và marketplace nó ra là nó rất là khủng đúng không ạ? Và chúng ta với số lượng hình như vậy đây, như là những cái hình ở đây mà không biết bạn nào đây. Nhìn giống hàng nhà mình này. Vân Nam đúng không ạ? Đây, Vân Nam là bạn hôm qua là 6 đơn này ạ. Có nào ở trong đây không ạ? Xem hết được tin nhắn à. Xem hết tin nhắn thì nó báo về Messenger mà. Nếu không thì mình vào trong cái ảnh đó. Ví dụ như thế này nhá. Ví dụ như cái sản phẩm này nhá. Chúng ta sẽ vào trong cái phần đây xin. Chúng ta phải vào trong cái phần marketplace của mình đấy, tài khoản marketplace của mình ấy, nhá, và xem cái sản phẩm mà mình đã đăng đúng không ạ, bài niêm yết của bạn nó loát đã. Thì ví dụ như là admin lấy một cái tấm ở dưới đây đi. Ở đây thử đi. Đây này, bạn vào trong cái bài ấy đúng không ạ? Bạn vào trong cái bài của mình á. Bạn vào trong cái bài của mình chưa? Và nó sẽ thấy lại cái hình ở đây, nó sẽ thấy lại cái bài cái bạn mà comment ở đây. Tại vì cái chức năng Marketplace đang được Facebook nâng cấp liên tục nên ra mình sẽ nhìn thấy ở đây này. Đấy, các bạn này nhìn thấy không ạ? Đấy. Đây này, em ạ. Đấy. Thì mình sẽ tư vấn thôi. Đấy. Vì marketing này đấy không ạ? Ví dụ như đây là việc bấm vào cái bài mà mình đăng á, đấy, cái số lượng người bán đây này, số lượng người inbox đây này. Đấy, inbox rất là nhiều. Thấy không ạ? Như cái bài này có những bài cả 200-300 người 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 nhắn tin á. Tự như bài nào có người nhắn tin. Đấy. Nhưng marketplace nó rất là khủng khiếp. Và nếu như mà mình đăng đăng lên á mà nó bị không bị lên ấy, thì nó sẽ bị cái như này này. Đấy, bài niêm yết bị trùng, đúng không ạ? Bị trùng lặp này. Hình như bạn đã tạo một bài niêm yết bị trùng lặp, có nghĩa là bị trùng cái hình ấy. Bởi vì muốn làm như vậy thì chúng ta phải làm thay cái hình, thì bản thân cái kho thời trang ấy nó đã quá nhiều hình rồi, thật sự luôn á, khủng khiếp luôn. Và chúng ta chỉ cần một cái này thôi là đã ra đơn rồi đúng không ạ? Viết như một cái tấm ảnh này đúng không ạ, là ra đơn ngay rồi. Thế nên ra một ngày thôi chúng ta cứ đăng hết mẫu này đến mẫu kia thôi, chứ không cần phải sáng tạo gì thêm nữa. Bằng một cái bí mật là ví dụ như thế này, là khi mà chúng ta đăng này nó nhiều cái thì chúng ta sẽ bị không rõ là cái sản phẩm nào đúng không ạ. Thì chúng ta mọi người nhìn thấy không ạ? Ở đây nó có cái mã này, KN18 này, áo khoác nỉ này. Thì cái phần á, cái phần trong phần mô tả này này, trong phần mô tả này này, đúng không ạ? Cái này mình đang làm demo nhá. Trong phần mô tả này này anh mình để vào trong đó. Để cái phần mô tả vào trong này, không là anh em mình sẽ không biết là cái mẫu này là mẫu nào, có nghĩa là quá nhiều mẫu, mọi người hình dung không ạ? Quá nhiều mẫu và mọi người không biết là đây là cái mẫu nào để chúng ta lấy gửi đơn cho nó. Khi mà chốt được đơn ấy, nhiều bạn là chốt được đơn chẳng biết mẫu này tên gì. Thì cái phần tiêu đề này thì không, đừng có ghi vào đây đúng không ạ, tại vì nó rất dài. Mình sẽ ghi vào cái phần mô tả này để khi mà như thế này này đúng không ạ, khi mà như thế này nhá, ví dụ như là chúng ta bán ở đây có người mua ở đây đi, ví dụ như là mình lấy cái bài điện thoại của mình nhá, đây đi có người mua như thế này đi, đây nhiều người không thèm trả lời, đây mình sẽ vào phần đấy, vào phần này đúng không ạ, để chúng ta xem, để chúng ta xem cái bài viết mà trên niêm yết ạ, bài nửa bài viết của chúng ta vào trong phần niêm yết đấy.
đề nghị mọi người tắt cái mic cho mình nhé. Thì mọi người vào trong cái phần niêm yết đấy, để mọi người xem lại. Cái này nó lại xem ở trên này. Mọi người vào trong cái phần bài viết mà đã được niêm yết đấy, thì mọi người vào xem nhá. Xem cái bài đấy. Ở đây chứ. Ở đây à. Có nghĩa là khi mà mọi người không biết là cái sản phẩm này sản phẩm nào, có quá nhiều người đúng không, và mình không có thể nhớ được cái mã, thì bây giờ là đăng mỗi cái hình thôi chẳng có mô tả thì chúng ta sẽ rất là khó. Ví dụ như vậy, như này thì rất là khó đúng không? Thì bây giờ chúng ta vào để chúng ta xem cái phần mô tả đấy, và cái phần mô tả chúng ta để cái mã của cái sản phẩm này, thì ở mỗi cái hình ấy nó có một cái mã như thế này này, đúng không ạ? Thì KN18 chẳng hạn, áo khoác nỉ, thì chúng ta đăng lên trên đấy. Thì một cái mẫu này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái mô tả, còn lại chúng ta sẽ phân biệt bằng cái việc là chúng ta để ở trong đó là một là cái thẻ tag hoặc là gì, hoặc là chúng ta xem là cái mô tả đó là nó thể hiện đấy là mình đang quảng bá cái áo gì. Chứ nếu không thì gì ạ, chốt được đơn mà không biết đây cái mẫu, đúng là có cái hình đấy nhưng mà bây giờ đưa báo đơn này, bây giờ lại nhờ mấy bạn support đúng không ạ, nhờ mấy bạn ở fanpage để ở cho mình hỏi là cái áo này áo gì, rất là khó cho các bạn đấy là đoán cái báo cái giá cho mình. Mọi người hình dung không đấy, nên ra là chú ý nhá, tại vì mình băng rất là nhiều mà cỡ 1.000 bài như thế này lên thì mọi người thật sự luôn là kiểu gì muốn ra đơn thôi đúng không ạ, không được nào mà không ra đơn được. Đây mình bấm là em giấu là còn hàng đây. Đây hôm trước admin này demo nhá, demo này đúng không ạ, có người đúng không ạ, inbox luôn đấy, có người inbox luôn đúng không ạ, mà đây là demo để cho anh em mình xem thôi nhá. Đấy thì sao, thì cái này nó rất là khủng khiếp, và việc của chúng ta là chú ý là băm vào một cái địa điểm là có thể là băm nát luôn, có thể là thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở những cái vùng là nó dễ ra được sale đấy. Thì ở đây có hai cái mà mình muốn chỉ anh em mình là một là cái áo hút đi ấy, bây giờ không khí lạnh thì nó ở Tây Nguyên đúng không, các cái tỉnh năm tỉnh Tây Nguyên rất là lạnh cộng các cái tỉnh miền Bắc, và chúng ta băm hút đi vào trong đó thì rất là ok luôn. Mà theo admin được biết đấy là cái áo hoodie này được giới sinh học sinh ấy rất là quan tâm rất nhiều, nhưng mà đồng nghĩa là họ không có tiền nhiều đúng không ạ, có thể là sẽ bị miss đơn nhiều, nhưng cái số lượng ra được đơn cũng rất nhiều. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối với cái ngách về áo thun này, chúng ta có thể bán bất cứ chỗ nào đúng không ạ, bán bất cứ chỗ nào. Nhưng mà cái áo thun này thì chúng ta nên bán ở chỗ miền Nam, tại vì miền Nam luôn nóng đúng không ạ? Thứ nhất là các cái tỉnh từ Duyên Hải Nam Trung Bộ ấy, có nghĩa là từ như kiểu là Khánh Hòa, Phan Rang, Phan Thiết đúng không ạ? Đấy, rồi là Phú Yên, các cái tỉnh đó, hai nữa là từ Sài Gòn đổ vào là cái tỉnh mà nó nóng đúng không ạ? Thời tiết sắp sửa nó sẽ nóng lên ấy, nó nóng lên thì cái mặc áo thun là hợp lý rồi đúng không ạ? Và đây trong đây là rất là nhiều mẫu, hơn 100 mã đúng không ạ, 111 mã như thế này, rất khủng khiếp, mà chúng ta đăng lên thôi và chúng ta bơm vào đúng không ạ. Cái thứ ba đúng không ạ, cái tiếp tục cái một cái vấn đề nữa đó là em đang sử dụng một cái công cụ đúng không ạ, là nó sử dụng cái tool này là gọi là auto marketplace, có thể mình đăng đây này, em đang cài đây này, cài nó tự đăng lên trên marketplace cho mình, không cần phải đăng bằng tay. Mà bây giờ là mình có rất là nhiều hình rồi đúng không, mình gom lại. Đấy, gom lại là mình sử dụng một cái tiêu đề thì mình băm đấy, nó lại đăng lên một bài mới này. Và admin ở chỗ này thì admin đang bán nhà nha. Đúng không ạ? Đây, đăng lên thì khi mà đăng thành công thì nó sẽ ra ID. Ra ID này thì chúng ta có thể kiếm được cái đây cho mọi người xem nha. Một bài đăng bằng tool. Có cái ID này chúng ta có thể kiểm tra được cái bài đăng lên như thế nào đó. Đây ạ, đấy. Đấy không ạ? Và đây cái tool này thì admin đang dùng đúng không ạ, để băm hàng nghìn bài lên trên này bằng nhiều nick khác nhau nữa. Chúng ta có thể thêm nick 3-4 nick ở đây đúng không ạ, và chúng ta đang chuẩn bị một cái file hình cả vài trăm rồi. Nhưng mà biết là buổi sáng nay chúng ta bây giờ admin này chỉ đăng 20 tấm thôi, đăng 20 bài thôi, buổi chiều đăng 20 bài, buổi tối đăng 20 bài, là 60 bài một nick mà mình đang sử dụng. Ví dụ như cái máy kia cho anh mình xem nhé, cho anh mình xem một cái tốc độ đăng này như thế nào. Đây là đang sử dụng, nếu như anh mình đăng thật sự mà đăng bằng tay thôi là ra được cực kỳ nhiều đơn rồi, nhưng mà anh mình muốn làm công nghiệp đúng không ạ, thì triển khai đúng không ạ, market
Marketplace công nghiệp thì Admin đang có một cái khóa đó đấy, đang rất là rẻ, nó 699k. Khi mà vào học cái khóa đó thì mình sẽ được mua cái tool này giảm 30%, 30%, 30% trong ngày hôm nay thôi nhé, trong cái buổi Zoom này thôi nhé. Ok, và chỉ rất là nhiều cái cách mà để sử dụng cái tool này nó hiệu quả. Đây này, cái tư duy để băm cho mình xem nhá. Ở cái nick bên kia nhá. Xem là nó là như thế nào. Đây ạ. À. Đấy, em đang sử dụng như này này. Mày nhìn thấy không ạ? Zoom lên tí cho mọi người xem này. Để cái tool đăng lên ạ. À. Đấy, mình đang sử dụng khoảng chục nick, ở chỗ này khoảng gần 10 nick. Đúng không ạ? 9 nick. Đấy, đăng lên. Một cái đấy thì đấy, đấy là số bài đăng là một nick là hai bài thôi, ví dụ buổi buổi chiều này, buổi sáng sớm ra mình đăng một nick hai bài thôi, xong rồi xíu nữa là mình lại đăng thêm hai bài nữa, đúng không? Bạn cứ tính lên cái tỷ lệ xem là như thế nào, đúng không? 10 nick đúng không ạ, là 20 bài đấy, xong rồi mình lại tăng lên, ví dụ như là một buổi là mình 20 bài đi, là 10 nick, một nick 20 bài là có 200 bài đăng lên, và mình băm nát một cái vị trí luôn. Đúng không ạ? Vì inbox thì khủng khiếp luôn. Inbox thì khó nói nhá. Inbox là nó như nào cho mọi người xem nhá. Inbox là như này này. Inbox là như nào? Đây ạ. Mọi người thấy không ạ? Inbox là kiểu thế đấy. Đúng không ạ? Còn cái này thì chưa ghê, cái này mới ghê này. Đúng không ạ? Cái này thì mười mấy đấy. Đúng không ạ? Cái này thì nó rơi vào khoảng đâu đó là 10 20 nick thì phải. 20 nick. Thì cái này thì là một ăn một thua. Tại vì sao, khi mà em mình sử dụng cái tool này em mình sợ chết nick, có nói thật cái nick nó có mấy chục ngàn thôi đúng không ạ, cái tool này không, cái tool này nó có chức năng gom tin nhắn về một giao diện, đây đây nhiều tin nhắn quá thì làm sao đúng không, đây mọi người thấy không, nó gom tin nhắn về một cái giao diện này luôn này, mọi người xem nhá. Nó gom cái tin nhắn về đây để mình tư vấn ở trên cái một cái site này luôn. Còn nếu mà nhiều nick quá thì mình có thể sử dụng nhiều cái điện thoại hoặc là sử dụng các trình duyệt khác nhau, trình duyệt này, đấy, các trình duyệt khác nhau để chúng ta có thể bình luận, comment để chúng ta tư vấn chốt đây, chốt sale đây. Đúng không? Cái tool nó sẽ gom về cái giao diện như này luôn. Đấy, đang đăng bài bán này đâu ạ. Đúng không? Đấy, có người inbox này, thấy không? Bạn thấy không? Nó gom về gom cái giao diện, giao gom tất cả các cái inbox của các cái nick này vào trong một cái giao diện này luôn, đúng không ạ? Bạn phải tư vấn thôi. Đúng không? Ví dụ như là anh chị cần liên hệ em nhé. Này để em tư vấn không nhé, ví dụ vậy nhá, đúng không? Tư vấn luôn, đúng không? Trên một cái giao diện này luôn, đúng không ạ? 10 nick cũng được, mấy nick là gì đâu? Tôi nó khủng khiếp lắm. Em đi đang sử dụng cái bản bản mới nhất, đấy, cái bản này thì nó khủng khiếp nữa. Các bạn nhìn thấy không ạ? Cái số lượt đăng này chúng ta sẽ nhìn thấy này, cái số lượt xem này nó không có chính xác đâu, tại vì cái số lượt xem này nó là nhiều khi nó sắp theo ngày, nhiều khi nó sắp theo tuần, đúng không ạ? Nó không có chuẩn, như ngày hôm qua là có 100 view, hôm nay thì mất rồi. Bỏ khung trắng là sao? Khung trắng dưới chữ tin nhắn. Che phần tin nhắn là sao ta? Vẫn bình thường mà. Đấy, nó báo ở đây luôn này, nó báo về cái việc như vừa xong đăng bằng tool đúng không ạ? Đấy, nó báo là chúc mừng đã đăng một bài newsletter mới này. Trên cái tool này luôn. Đấy, bây giờ là bài đăng đây thì ai thành công thì đăng lên đúng không ạ? Và băng rất là nhiều. Đó. Và đây. Cho mình xem kết quả ở đây, những cái ngách viện như là visa được không ạ, visa ok nhá, đúng không ạ? Đăng thành công gom nick luôn, gom tin nhắn luôn, thì cái gom tin nhắn này là tùy vào máy nhá. Đây kết quả túi xách đúng không, em nào bảo làm túi xách đâu đúng không ạ,
sách này như thế nào đấy, tủ sách đấy, đồng hồ đấy, người bán nhiều nick mà cần gì đâu mà làm đúng không? Em cứ tập hóa vấn đề trong đây 11 ngách mà băm thoải mái chứ sao đâu mà phải xoắn đúng không ạ? Thì có một điểm chú ý là cái tiêu đề làm sao nó giật tít vào, cái tiêu đề nó hay vào, cái tiêu đề nó hay vào cho em mình xem nhá, chốt sale đúng không, xem nhá kết quả này. Đó. Ngập trời đúng không ạ? Anh em bán ô tô rồi. Úi này, đây. Cho em mình xem cái số lượng inbox này, 35 người đã nhắn tin này, 24 người đã nhắn tin này, 6 người đã nhắn tin này, nên ra tỷ lệ chốt sale là chắc chắn là được luôn. Có những ngày chốt mười mấy 20 đơn là chuyện đơn giản, quan trọng là tỷ lệ giá thôi. Đây. Đây em bảo là một một bài mà nó không được một vài trăm tin nhắn thì đây này, cho em mình xem nhá. Thấy không ạ? Một bài là 255 người nhắn tin này, đây là bài này vẫn chưa ghê đâu, em mình còn có bài 300 400 người nhắn tin cơ, một bài thôi ạ, nó lên top rồi. Có nghĩa là lên top là sao, có nghĩa là trên marketplace người ta kiếm được bài đấy của mình, thì đó nên là ra cái kênh marketplace là một kênh lợi thế nhất hiện tại, khủng khiếp nhất luôn, có chứa được cái khách hàng tiềm năng traffic khủng khiếp lớn nhất. Bây giờ mình tăng 1.000 bài mà chẳng lẽ không có một bài lên top, chỉ cần một bài lên top thôi là chúng ta đời nở hoa luôn á. Vậy rồi ạ, có nghĩa là làm nhiều thì chúng ta mới cầu may được. Bây giờ chẳng ví dụ như là ngày nào mình cũng mua vé số thì mới một ngày đó mình trúng được, chứ lâu lâu mà chúng ta mua một cái vé số mà chúng ta đòi trúng thì khó lắm, đúng không ạ? Thật sự là may mắn thôi, thì cỡ đang càng đăng cỡ nhiệt min thì việc mà mình ví dụ đây đây, còn đối với anh em mình phụ kiện điện thoại đúng không, đây này đúng không ạ, chắc chắn là ra sale thôi đúng không ạ? Còn lại cái vấn đề về tư vấn mà người ta bị lỏng sale đúng không ạ, thì là chuyện bình thường, chạy quảng cáo đâu phải 100% chạy quảng cáo là sẽ tư vấn chốt sale được, mình chỉ cần học cái cách tư vấn chốt sale thôi. Và cách tư vấn chốt sale thì anh mình học cái khóa marketplace công nghiệp ở trong đấy, mình có hướng dẫn luôn. Đây này, mình đang làm cái nick của anh mình này, đăng lên này cái áo ấy, lần trước này 4 giờ trước đúng không, 19 giờ trước inbox ầm ầm luôn, đó là sự thật đấy, đấy. Đúng không ạ? Thì ở đây với công cụ khá là hiệu quả đúng không ạ, cộng với cái việc mà chúng ta có một cái tư duy tốt, phân tích ngách rất là tốt, đây là rất là nhiều sản phẩm rồi chứ không. Và để muốn hot hơn đấy thì nên mà có thể chèn thêm khung, thì ở chỗ này mình có một số cái chèn khung tử vi đúng không ạ, khung rất đẹp đúng không ạ, SEO tương bừng, thì cái này nó sẽ tăng tỷ lệ chuyển đổi này. Anh em mình nào mà chăm thì làm, còn không thì mình thật bầm nát lên luôn ra SEO thôi, chứ cần gì đâu phức tạp đúng không. Trong đây thì 11 ngách này thời trang thì rất là khủng rồi, thời trang này số lượng, thời trang ấy cái số lượng mà ảnh nó vô cùng nhiều luôn đúng không ạ, ảnh vô cùng nhiều, mô tả thì bây giờ làm sao để cho nó hiệu quả. Thứ nhất là mình học người khác trước, khi mà muốn làm cho mình thì mình phải đi học người khác trước hả, học người khác có nghĩa là như thế này, học người khác trước là như thế này. Bây giờ chúng ta xem anh em, một số anh em mình bán trong ngày đây, cái tiêu đề này rất tốt này, đấy, Văn Nam này bảo sao mà bạn không bán được nhiều đấy, xả kho bán lỗ đúng không ạ, áo khoác nỉ đấy, tiêu đề là rất là hay rồi, và cái phần mô tả ấy, mô tả nó cơ bản là hợp lý thôi. Đây, xuất xứ Việt Nam đấy, chất liệu làm sao đấy đúng theo những cái mà FB hướng dẫn khi mà sử dụng ấy, là cái cú pháp là gì ạ, nói biết là mình đang bán cái gì đúng không ạ, nói như thế nào đúng không ạ, cam kết làm sao đúng không ạ, vấn đề chính sách như thế nào, sức cố toàn quốc đúng không ạ, cam kết chất lượng này đấy, hotline này, địa chỉ này, và hashtag. Cái hashtag này đúng không ạ, có nghĩa là cái hashtag của bài viết nó sẽ tối ưu cái bài viết này cho chúng ta đấy, còn thẻ tag thì nó lại khác nữa nha, mọi người chú ý nhá, cộng với một cái nick đúng không ạ, cái nick của mình nó nhìn gọi là gì ạ, nhìn nó thật một tí đúng không ạ, nó ok một tí là được thôi. Đây như các bạn này này vào đây đúng không ạ, bạn nào này đúng không ạ, bài đăng bài trên bài niêm yết trên marketplace này cộng 100 này, nên ra cái chiến lược cỡ này đúng không ạ, mặc định là có đơn không được nào mà thoát khỏi hết, hôm qua báo 6 đơn mừng quá chừng, đây mới 100 thôi thì ăn thua đúng không ạ, cả ngàn cơ, một đích cả ngàn bài thì phủ kín cả Việt Nam này đấy, giống như bạn này sử dụng cái chiến lược rất là tốt đúng không, đâu cần phải gì đâu, đâu cần phải đăng lại cái làm gì đúng không, cứ đăng mới thôi đúng không ạ, đăng mới đăng nát luôn đúng không ạ, đăng nghìn bài, đăng mẫu lưu lại cái hình nó đăng thôi đúng không ạ, rất nhiều. Sau đó lại có một cái chiến lược là như thế này này, mọi người muốn chỉ thêm tút không hay là vậy thôi là mình ứng dụng rồi,
Mọi người muốn chị thêm tốt không, hay là như vậy là mình qua vấn đề khác, muốn chị tốt cái này không? Có một cái vấn đề nữa hay này mà ít người triển khai, mà admin sáng nay admin lướt gì thì mới cảm thấy rằng đúng thật hay thiệt. Đây này cho mọi người xem nhá, nó trên giao diện điện thoại và máy tính ấy, nó sẽ có một cái phần, đó là phần giảm giá. Phần giảm giá nó sẽ có một cái phần giảm giá đây này, phần giảm giá này mọi người nhìn thấy không ạ? Đây mình zoom lên cho anh mình xem nhá. Bình thường là cái giá như thế này đúng không, đúng không ạ? Thì có một cái phần gọi là phần giảm giá như thế này này, 81 đồng đấy, 90 này, gạch 81 đồng. Thì đây là một cái tool cực kỳ hay luôn, nó sẽ có một cái giao diện là giao diện giảm giá. Thì đối với anh em mình để bằng miễn phí thì mình không nói nhá, nhưng mà đối với anh em mình để cái số 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 tiền đấy 7 đồng hay 8 đồng hay là 9 đồng gì đấy nhá, thì khi mà vào trong cái tài khoản đấy nó sẽ có một cái phần là để kích cầu việc mình bán ấy, có nghĩa là giảm giá trên điện thoại ấy. Không biết là trên máy tính thì như thế nào, và admin hôm trước hướng dẫn quên mất nói phải kiếm cái bài mà có giá cơ. À, kiếm cái bài có giá nha. Thường là mình chưa sử dụng chiến dịch miễn phí đúng không? Đây, miễn phí. Cái này không biết ở trên đây nó có không, xem bài nếu biết không. Cái này thì không có rồi, trên cái điện thoại cơ đúng không ạ? Cái này thì mình chưa nghiên cứu là cái, nhưng mà cái trên cái điện thoại đó, nếu mà ở trên cái điện thoại nhá thì phần này này nó sẽ có một cái phần rất là hay, đó là chúng ta có thể giảm giá. Không biết chỗ này nó để chỗ nào. Cái phần này nó sẽ có một phần gọi là gia hạn niêm yết thì là bình thường rồi đúng không ạ? Có một cái phần nữa là cái phần ở chỗ này nhá, là phần giảm giá theo mong muốn nữa. Và mọi người giảm giá của cái bài này ấy, thì cái giao thằng Marketplace ấy, nó sẽ đưa về một cái giao diện điện thoại đúng không ạ? Điện thoại mới sửa được, thì nó sẽ đưa về cho mình một cái giao diện mới đúng không ạ? Nó sẽ về đưa cho mình một cái giao diện mới luôn, là cái giao diện giảm giá đấy, hơi bị hay đúng không ạ? Và có một cái giao diện toàn là những sản phẩm giảm giá thôi, thì tăng cái tỷ lệ từ thông thường là như thế. Đây là cái tool mà cho anh em mình mà làm không sử dụng tool nhá, mà sử dụng điện thoại để đăng nhá. Mọi người làm đúng bài bản vậy thôi là một tuần thật mười mấy 20 đơn một ngày là có đúng không, một ngày ấy, còn một tuần tuần nào nào cũng có đơn đều hết. Thì giờ đến Tết là ra sale thôi, hàng của mình khắp nơi đúng không ạ? Trần Việt Anh bạn này bán tốt này, gọi nhiều lắm, hướng dẫn nhiều bạn triển khai cái kênh này lắm ạ. Đi lướt một vòng thôi, thành phố Hồ Chí Minh quá trời hàng nhà mình luôn mà, cho 10 km thôi kiểu gì. Đây. Đúng không? Và trong đây là cái chứa lượng khách hàng tiềm năng vô cùng lớn, vô cùng khủng khiếp. Và muốn được lên top vậy thì em mình phải học sale đúng không ạ? Học sale thì lên được top, muốn lên được top thì là lên bằng sale. Có em mình có thể sửa giá để fix giá xuống thì nó cũng lên, hay là gia hạn. Còn nếu như mà không nữa thì cái tool này á, nó có cái bài quản lý bài đăng này này đúng không ạ? Bây giờ chúng ta có thể xóa bài luôn, xóa bài đúng không ạ? Xóa bài đấy, hoặc là gia hạn bài, nếu mà quá 7 ngày thì chúng ta có thể gia hạn bài đúng không ạ? Cái tool này nó sẽ làm chức năng đấy luôn đúng không ạ? Nên ra việc mà nó có inbox đấy, cái này nó gom tin nhắn về luôn, nên ra là rất là tiện chúng ta triển khai. Ok không ạ? Cái thứ hai là ví dụ như là chúng ta xóa bài xong chúng ta đăng lại, có nghĩa là một cái nick đó chúng ta đăng xong chúng ta xóa. Thì ngày xưa là làm như vậy thì nó khá là lâu, nhưng mà nó tiết kiệm được tài nguyên thì chúng ta không cần phải làm nhiều ảnh đúng không ạ? Như cái bộ ảnh như vậy thì chúng ta không phải làm nhiều, mà chúng ta chỉ cần xóa luôn đi thì chúng ta đăng lại. Thì ngày hôm nay đăng rồi đúng không ạ? Xóa đi, đăng lại đúng không ạ? Thì đăng đến một cái ngày là nó sẽ gì ạ? Nó sẽ có những cái người inbox rất nhiều. Đây. Ok, và đây là cái cách thức mà chúng ta có thể băm cái ngách này để ăn Tết đúng không ạ? Ok, và mọi người cảm thấy nó có hữu ích không ạ? Mọi người cảm thấy nó có hữu ích không ạ? Và có thể áp dụng được không ạ? Áp dụng đơn giản mà nên ra được cái gì nghĩ phức tạp làm gì. Nếu mà riêng ngách thời trang trong đó thôi ra đơn. Thứ hai nữa là mọi người chỉ cần đăng trên Shopee á để giá thấp rồi đúng không ạ?
là kéo cái Shopee lên ngay lập tức luôn, giá đừng mong lời cao, mong lời thấp thôi hả, sau đó chúng ta sẽ sử dụng đặt nó lên một cái mức độ giá, xong rồi chúng ta sẽ dùng cái sell, có nghĩa là sell up á, giảm giá xuống 30% để nó về một cái giá gọi là ít thôi, để tăng cái tỷ lệ rate của cái Shopee đó lên. Thì sau khi mà xây dựng ra một cái Shopee thành công, chúng ta sẽ có rất là nhiều đơn, đúng không ạ? Cái này thì em cũng chưa rõ nữa. Nếu mà sửa giá thì đồng ý là sửa giá rồi, nhưng mà nó phải hiện là cái mục sửa giá cơ, nó phải hiện cái mục là chúng ta sửa giá được cơ thì mới mới là đúng, đúng không ạ? Có nghĩa là ví dụ 100 đồng gạch đấy, chỉ còn mười mấy đồng thôi chẳng hạn, thì nó sẽ vào trong một cái mục gọi là mục giảm giá của thằng thằng marketplace, có một cái mục riêng, nó sẽ có một cái mục riêng như thế. Còn là chắc chắn là điện thoại là sẽ làm được, còn em chưa có thử trên 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 máy tính, còn điện thoại thì em hay làm như vậy á, lâu lâu nó lại lên tiếp hay lắm. Đây ví dụ như là để chỉnh sửa xem nào. Cái này ngày xưa này mình đã làm rồi, ngày xưa đã làm rồi. Ngày xưa đã làm rồi nhưng mà không không có không quên luôn để hướng dẫn lại cho anh em mình. Có nhiều tốt hay lắm, nó có cái thủ thuật đấy. Tốt có nghĩa là cái thủ thuật, đúng không ạ? Cái thủ thuật mà chúng ta để ý nó sẽ tạo ra sự khác biệt. Đấy, mà chúng ta để ý ấy, thì nó sẽ tạo ra sự khác biệt rất là lớn. Ok. Và trong cái dùng này á, anh em nào mà muốn có quan tâm đến cái công cụ này không ạ? Admin sẽ có một cái offer cho anh mình. Nếu như mà anh em mình quan tâm đến cái công cụ này. Đúng không? Nếu mà anh mình muốn sở hữu ai chưa có cái công cụ này, đúng không ạ? Admin sẽ có một cái offer rất là tốt cho anh em mình. Có nghĩa là nếu mà anh mình mua một tháng ấy, thì admin sẽ tặng một tháng trong ngày hôm nay. Nếu như mà anh em mình xem cái dung này của admin nhá. Ok không ạ? Thế là hỗ trợ hết mình rồi. Còn lại cái cách này thì ít người làm, tại vì mọi người không có nghĩ ra được ạ. Chỉ cái tập trung vào một vài mã thôi. Nhưng mà điều đó là điều không cần thiết. Tại vì marketplace nó chứa đựng cực kỳ khủng các khách hàng tiềm năng, có đôi khi cái những cái mã mà mình cảm thấy xấu quá, xấu xấu kinh luôn, đúng không ạ? Mình cảm thấy chắc không ai mua đâu, nhưng mà đăng lên thì lại có nhiều người quan tâm, thế mới hay. Nên ra là ở trong kinh doanh nhiều cái nó mình không thể đoán trước được, mình không thể đoán trước được là nó là hot hay là không hot, mà mình cần tập trung marketing thôi. Đôi khi cái điều mà mình cảm thấy rằng nó không không hay đâu, không tốt, đúng không ạ, nó lại tốt kiểu thế. Đúng rồi, khi mà có tool thì nó sẽ lười, nhưng mà nó cũng là bản chất của nó là phải dựa trên cái cơ sở thực tế ấy, thì mình mới hiệu quả được. Còn không thì mình cứ đăng ầm 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 lên trên 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 internet rồi là mình không có trau chuốt đấy, thì không bằng việc đăng tay đâu. Đăng tay có nhiều khi tương tác tốt hơn, còn đã có tool rồi thì đã làm nhanh rồi, đã nhanh rồi thì chúng ta cần phải nét từ hình ảnh đến bài viết content, đúng không ạ, rồi là đến cái tiêu đề, chúng ta phải làm rõ nét ra được những cái vấn đề đấy, chứ không thì đăng đăng tool nó không bằng đăng tay, xong rồi lại bảo là nó không hiệu quả. Nhưng mà đăng lên này pin ngày nào cũng khoảng tầm năm năm chục đơn, 5 70 đơn, đúng không ạ, một cái số lượng rất là nhiều. Đấy, số lượng rất là nhiều đăng lên rồi là đấy, là không bán giá thấp nhé, không phá nát thị trường, yên tâm là anh em mình không bán giá thấp, bán rất là cao, đã bán là bán cao chứ. Còn nếu mà xác định mà bán kiểu bán xả luôn, bán đổ bán tháo thì mỏi mệt luôn, mệt mỏi thật sự. Nếu mà bán kiểu bán hạ phá giá thì nói làm gì nữa, rất là nhiều inbox, ngày đến cả vài trăm inbox là chuyện bình thường, cả ngàn inbox cũng có nữa đấy. Như kiểu một cái bài pin vừa xong show cho anh em mình ấy, 200 inbox đúng không, nên ra chỉ cần 5 bài lên top thôi,
thì một bài là 200 rồi, năm bài là cả ngàn inbox, cả ngàn người nhắn tin cho mình á, nhiều cái đấy đấy. Tại vì nó ở trên top 1 ở cái marketplace mà. Còn nếu như mà muốn ở trên top 1 marketplace, nó có thủ thuật của nó có thủ thuật, đúng không ạ? Tiêu đề như thế nào, mô tả như thế nào ấy, cái thẻ tag như thế nào, rồi là cái vị trí như thế nào, làm đúng lên top, hình ảnh như thế nào, đúng không ạ? Chắc chắn luôn. Rồi là mồi ra làm sao, tăng rank như thế nào, traffic ra làm sao, là sẽ ví dụ như là 10 bài thì sẽ có tỷ lệ không phải là lên top 100%, nhưng mà 10 bài thì sẽ có khoảng tầm 3 đến 5 bài lên top. Được ạ? Nếu anh mình muốn học cái tool này thì inbox cho admin chỉ tốn cho làm đúng lên, chắc chắn luôn đấy, chắc chắn lên luôn. Cái mình anh muốn xem demo, anh muốn xem demo mà mày mình làm lâu không biết là nó còn không. Ô, cái demo lên top này, muốn xem demo không? Cho anh mình xem nhé, thử xem nhé, lâu làm lâu là không biết nó còn giữ top không. Cho mình xem nha. Ok, và bây giờ mình ở đây thì đăng bài nhé, đăng bài một cái áo áo này đây nhá, bài này này. Cái áo thun nhá, đây mình đăng bài này này đấy. Và đây là cho xem bài mới viết trước nhá. Và đây là Đà Lạt, Đà Lạt, đây là Đà Lạt đúng không ạ? Đây là Đà Lạt này, mọi người nhìn thấy không ạ? Liên Khương Đức Trọng này, Đà Lạt này đấy, ok không ạ? Và mình sẽ lên cái play mình tìm nhá, mà cái play này về đúng không ạ? Lên top là như thế này này, Đà Lạt. Rồi bây giờ lên top là có nghĩa là có nhiều dạng, có thể là lên top là có nghĩa là khi mà mình tìm về một cái vị trí đó đúng không ạ, mình sẽ là người đầu tiên ở trên đây luôn, mình là người đầu tiên ở cái top này luôn đúng không ạ, thì là gọi lên top cực kỳ. Ví dụ như bây giờ kiếm ở cái địa điểm này đúng không ạ, có đầy sản phẩm như thế này thì chắc chắn rằng cái số lượng inbox cỡ nào nhiều vô cùng đúng không. Còn lại ví dụ như là có một người ta gọi áo full chẳng hạn đúng không ạ, người ta gọi áo thun và người ta kiếm được sản phẩm của mình đúng không ạ, thì em đã làm khá lâu rồi, vậy nó trôi chắc là đi đến phương trời nào rồi. Thì khi á, mà mình gõ từ áo thun đúng không ạ, áo thun, thì cái bài của mình á, nó sẽ nằm ở top 1 như này, hoặc là top 10, hoặc là trong cái giao diện đầu tiên này. Vì bạn hình dung là một ngày có vô cùng nhiều người đang đăng lên trên này, một ngày á cực kỳ nhiều người đăng lên trên Marketplace, và làm sao để chúng ta có một cái vị thế tốt đúng không ạ, có một cái vị thế tốt ở trên này, chúng ta cần phải có thủ thuật đúng không ạ, chúng ta cần phải có các cái tiểu xảo để chúng ta đăng lên. Thầy vừa xong này pin gia hạn đấy đúng không ạ, vừa xong này pin gia hạn đúng không, thì mọi người nhìn nhá, bây giờ nó vẫn còn có top này, áo thun nhá. À, vậy bạn nhìn thấy không, bạn nhìn thấy không ạ, khi bạn gọi áo thun ở trong cái này, vừa xong này pin gia hạn thì nó lại nổi lên đấy, thì bạn hiểu cái ý nghĩa của việc gia hạn là như thế, và đúng sell top thì nó sẽ lên đây, đấy không ạ? Nên ra việc mình có đơn là điều đương nhiên, có nghĩa là ai đó mà kiếm cái sản phẩm của mình đúng không ạ, mình sẽ có top ở trên này. Bạn nhìn là em đi làm đúng hai bài thôi, hai bài có top, nó không ở top 1 nữa, ngày xưa nó là top 1 nhưng mà bây giờ đã khá đông rồi, vừa xong gia hạn nó sẽ lên này, mọi người nhìn không ạ, nhìn sản phẩm không ạ, có cả nghìn nghìn bài trong này, có rất là trăm nghìn bài luôn đó, và cái sản phẩm của mình có ở cái giao diện đầu tiên này đây ạ, đây ạ. Bạn nhìn thấy admin không, cái đào này, nick này đây ạ, à, nick của admin này đó, thì đây demo nó vẫn còn giữ top đấy, bài này nữa ạ, chính chủ, ok không ạ? Thì khó để làm được điều này đúng không ạ, nhưng mà nó có thủ thuật của nó, không phải là bài nào cũng lên, nhưng mà 10 bài thì sẽ lên khoảng tầm rất là nhiều, ba bốn bài, có thể là năm bảy bài đấy, là sell top là như vậy, có nghĩa là ai tìm kiếm thì chúng ta sẽ lên được, và
đối với công cụ marketplace này thì nó khủng khiếp rồi, số lượng người sử dụng, ai ai là người sử dụng marketplace là người đấy đều là gì ạ, đều là khách hàng tiềm năng của chúng ta, ai sử dụng Facebook đều là khách hàng tiềm năng. Đấy là cái việc của chúng ta nên tận dụng nhá. Ok, và khả năng là chúng ta sẽ kết thúc cái buổi làm việc ở đây. Chúc em mình thành công nhá, chúc em mình có thể nhiều đơn đối với ngách thời trang, đối với call center, đối với các ngách khác cũng như vậy. Ok, chúc mừng nha. Nói chung là đưa liên hệ đúng không, tương tác với admin nhiều vào sẽ có đơn thôi, chỉ ra nhiều cái hay lắm, còn nhiều nữa đúng không ạ. Tốt nó sẽ gồm TikTok, nó sẽ gồm fanpage, có cái cách để cho anh em mình chỉ sử dụng fanpage không cần chạy quảng cáo vẫn ra đơn, có rồi, anh em mình chỉ cần sử dụng cái group thôi đăng là sẽ có đơn, làm được không ạ, làm được. Shopee đúng không ạ, hay là website hay bất cứ kênh nào như chợ tốt đúng không ạ, đều có thể là có những cái thủ thuật của nó. Ok, xin chào và hẹn gặp lại, chúc em mình thật là nhiều sức khỏe đúng không ạ, thật là nhiều đơn đúng không ạ, có rất là nhiều đúng không ạ. Buổi các anh muốn mà nghe Dung nhiều thì ở trong cái nhóm nhóm quá trình ấy, tại vì các cái nhóm đó là liên quan đến vấn đề nhóm trả phí, mình không có muốn gọi là ừ lại phải vào đây để học khóa học này khóa học kia, nhưng mà bản thân là mình dành thời gian cho những anh em trả phí nhiều, và các anh em như cái nhóm training rồi quá trình rồi là học các cái vấn đề về marketing khá là nhiều đấy, thì anh em muốn mà nghe được Dung nhiều đúng không ạ, những cái Dung như thế này chia sẻ cho nó rất là nhiều đấy, thì anh mình vào trong các cái nhóm quá trình đúng không ạ, hoặc các bạn mốt hoặc là liên hệ với admin thì có chỉ những cái marketing rất là nhiều ở trên Facebook, các cái kênh về Facebook, các kênh về thương mại điện tử, các kênh về social network đúng không ạ, hay là các kênh trả phí hay là các cái công cụ đấy mình ứng dụng để mình thành công hơn trong cái quá trình mình làm kinh doanh. Ok, và anh em mình nào mà cần công cụ nhá, hay là cần nick nhá, hay là những cần những cái kiến thức thì liên hệ mình, cho em mình một cái buổi làm việc hiệu quả đúng không ạ, chắc chắn sẽ có đơn đấy, cứ làm theo đúng hướng dẫn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.